Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một thử thách, đó là mua các cái đồng coin thuộc Chain Game ở trên ứng dụng VNDC. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần đầu tư để mình thực hiện cái thử thách này. Thì như các bạn đã thấy thì hiện tại thì thời điểm mình làm video này thì thị trường đang có cái dấu hiệu đó là đi xuống. Tuy nhiên thì giảm cũng chẳng là bao nhiêu so với vài tuần qua, nó đã tăng lên hàng chục phần trăm. Thì bây giờ nó chỉ mới giảm được vài phần trăm thôi. Tuy nhiên là bây giờ thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là mua những cái đồng coin thuộc cái chain game hiện tại. Đấy, thuộc cái chain game NFT, game play to earn. Thì mình sẽ chọn lọc ra một số cái đồng coin để mình vào. Và ở video này thì mình sẽ vào mỗi đồng coin, mình sẽ vào 1 triệu nhé. Đấy, thì lưu ý với anh em, đây không phải lời khuyên đầu tư và mình chỉ làm một cái video thử thách thôi, anh em không học theo. Nếu các bạn muốn đầu tư vào cái đồng coin nào thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về cái nền tảng, cũng như là chúng ta tìm cái giá đẹp để các bạn vào. Đấy, còn video này thì mình sẽ thực hiện thử thách mà, nên là mình sẽ mua bất chấp cái giá nào đó và sẽ hold thử một tháng. Sau đó thì mình sẽ, hôm sau thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn, để làm lại cho các bạn xem thử là mình lời hay là lãi ở trong cái đợt lần này. Thì bây giờ thì mình sẽ thực hiện, đầu tiên là mình sẽ mua cái đồng smoothie small love pattern của cái tựa game Axie Infinity. Ở đây thì mình sẽ kích vào phần mua. Ok, ở đây chúng ta sẽ ghi là mình sẽ mua, là mỗi đồng coin mình sẽ mua với giá là 1 triệu nha. Rồi, 1 triệu VNDC sẽ bằng, với giá hiện tại 1 SLP sẽ bằng 3.354. Thì mình sẽ nhấn vào phần quy đổi này. Rồi, ok, thì hiện nay thì VNDC đang có cái tính năng mới, nên là khi mà quy đổi ấy, thì mình sẽ vào, mình ghi lại cái giá này luôn, 3.354 này, mình vào giá vốn là 1 triệu. Ok, quy đổi thành công. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần giá vốn này, mình ghi lại luôn nhé. Ở đây, 3.354. Thêm giao dịch. Đấy, có một cái hình thức rất là tiện. Số lượng SLP. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái tỷ giá trước, 3.351 này. Số lượng SLP 298.4183.8258. Ok. Sau đó chúng ta sẽ kích vào phần lưu này. Đấy, như vậy là mình đã lưu cái giao dịch thành công. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng này. Đấy, thì với cái tính năng này thì hôm sau các bạn sẽ kiểm tra được cái lãi hay lỗ ở cái thời điểm mà mình chốt lời hoặc là mình cắt lỗ, thì nó sẽ hiện lên ở cái phần lời lỗ này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cho mình. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ ra tìm cái đồng thứ hai để mình có thể mua. Mình sẽ mua cái đồng Farland. Hiện tại thì đồng Farland này với cái giá là 82.900. Hiện tại thì nó cũng đang giảm nhé. Ở đây thì mình sẽ kích vào phần mua này. Ok, thì hiện tại con Farland này thì đang mua qua P2P. Mua qua P2P thì có lẽ mình sẽ bỏ qua, mình sẽ mua những con ở trên quy đổi thôi. Rồi, tiếp theo là cái đồng mình sẽ vào lại cái trend NFT ở đây nhé. Chúng ta sẽ vào đồng tiếp theo, mình sẽ chọn cái đồng item đi. Đấy, một tựa game cũng đang rất là hot ở trong thời gian gần đây. Và giá hiện tại của nó thì cũng đang sideways ở cái vùng 1.392-1.400. Đấy, thì đây mình sẽ kích vào cái phần mua. Mình sẽ mua là 1 triệu VNDC. Ok, chúng ta sẽ kích vào 1 triệu VNDC nhé. Rồi, xem thử là được bao nhiêu item. Rồi, được 716 item. Các bạn sẽ nhấn vào phần quy đổi này. Ok, quy đổi thành công. Rồi, tiếp theo lát nữa mình sẽ dừng lại và mình ghi giá vốn sau. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ra để tìm các cái con coin game khác. Thì cái game item này thì có một thông tin là ngày trong tháng 8 này, 31 tháng 8 thì sẽ chính thức ra mắt game. Nó không biết là đến lúc đó thì nó có bay hay không. Đấy, tiếp theo tựa game mình sẽ vào tiếp theo, đó là MyDefiPet. MyDefiPet thì gần đây có cái phốt, đó là về cái chế độ đánh bot, nên là nó đã giảm mười mấy phần trăm. Đấy, về cái giá hiện tại là 115. Thì mình nghĩ con này tương lai của nó sẽ còn tăng tiếp, nên là mình sẽ mua vào. Đấy, mình sẽ test thử 1 triệu nhé. Rồi, nhấn vào phần xem trước. Được 8.6 đồng DPET. Đấy, thì như các bạn có thể thấy hiện tại giá DPET nó rất là chát. Mở một trứng thì các bạn đã mất 3 cái đồng DPET rồi. Rồi, như vậy giao dịch thành công. Thì đối với cái đồng DPET này rất là khó để nó x thêm vài lần nữa. Tuy nhiên thì để có lãi về sau thì cũng không phải là không khả thi.
Đấy. Tiếp theo mình sẽ chọn một cái đồng coin game nữa. Một cái đồng coin. Chúng ta sẽ chọn cái đồng Naput đi. Ok, con này thì đã giảm là 2% trong ngày hôm nay. Đây mình cũng sẽ vào 1 triệu với cái đồng token này. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhấn vào phần xem trước, sau đó nhấn vào phần quy đổi. Thì với con này 1 triệu mình sẽ được là 2.63 đồng token này. Ok, giao dịch thành công. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái đồng tiếp theo nhé. Mình sẽ chọn một cái đồng coin nữa. Đây, đồng MIT. Đồng MIT này thì không hiểu sao mình thấy biến động của nó kiểu không được đồng đều. Cái khối lượng giao dịch của nó hình như là không cao lắm. Ok, để mình xem còn cái đồng nào nó ok hơn không nhé. Ok, mình sẽ thử xem cái đồng Bunny Coin. Ở đây thì chúng ta sẽ vào xem cái biểu đồ giao dịch của nó. Con này thì hôm trước mình cũng rất tiếc là không vào cái phần dưới này. Giá của nó hồi trước đang rất là ngon. Đấy, tuy nhiên thì so với cái mức đỉnh cao nhất của nó thì bây giờ nó cũng đang ở cái đường gần cái mức hỗ trợ. Nên mình sẽ quyết định là mua vào một ít ở cái giá là 7.400. Ok, mình cũng sẽ vào 1 triệu với cái đồng token này. Rồi, nhấn quy đổi. Ok, giao dịch thành công. Tiếp theo sẽ vào một đồng token cuối. Thì mình sẽ chọn một đồng thuộc hệ NFT. Bởi vì những cái game này thì Axie đối với cái đồng AXE thì giá của nó hiện tại cũng khá là cao rồi. Nên mình sẽ tạm thời là chưa vào. Rồi, có lẽ là mình sẽ vào thêm một cái đồng nữa. Đồng mình sẽ chọn một cái đồng nữa. Ở đây sẽ có cái ok, chúng ta sẽ chọn đồng Ether. Eternity Chain. Rồi, đây là một đồng coin nền tảng. Các bạn sẽ mình sẽ nhấn vào phần mua nhé. Ở đây chúng ta sẽ mua tiếp là 1 triệu. Không biết lúc nãy tới giờ mình đã mua bao nhiêu rồi nhỉ? Ok, xong con này thì mình sẽ ra ở cái phần trang chủ mình xem nãy giờ mình đã mua được bao nhiêu coin. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra ở cái phần trang chủ mình sẽ bật lên những cái đồng coin hiện tại mình đang sở hữu. Đấy, cái đồng DeFi Li của mình cũng đang ôm. Đó, con này cũng là một cái đồng coin, một cái đồng token thuộc cái hệ game. Đấy, thì đây là một số cái đồng coin mà mình hiện tại mình vừa mua xong các bạn nhé. Ok. Đấy thì mình vừa mua được con item này, con SLP, con Bunny, con Depet, con Alice, rồi là con Earn. Đấy, mua được 6 con, tổng thiệt hại là mất 6 triệu. Đấy, thì sau 1 tháng thì mình sẽ làm tiếp một cái video để cập nhật cho các bạn xem thử là với 6 cái con này thì nó có giúp mình có thể x2, x3 tài sản được hay không nhé. Ok, và video của mình tới đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.